Thưa quý vị, sau gần 10 năm không ngừng nỗ lực kể từ ngày khởi động đàm phán, từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 8, Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU sẽ chính thức có hiệu lực. Hiệp định này được ví như đường cao tốc kết nối Việt Nam với châu Âu và sẽ mở ra những cơ hội và triển vọng to lớn cho kinh tế Việt Nam. Và đây cũng là thời điểm đặc biệt quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-EU. Hơn 85% dòng thuế về 0% ngay khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. 99,2% số dòng thuế chiếm 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU sẽ được xóa bỏ sau 7 năm. 65% giá trị hàng xuất khẩu của EU sang Việt Nam sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Đây là những mức cam kết cao nhất mà Liên minh châu Âu dành cho Việt Nam. Quan hệ hợp tác phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng với cùng lúc 27 quốc gia thành viên, tiếp cận thị trường gần 460 triệu dân, GDP bình quân lên đến 35.000 đô la Mỹ là thành công của nền kinh tế Việt Nam. Những lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi EU hiện là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Cánh cửa thị trường EU sẽ rộng mở cho hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp. Đây chính là một cái cơ hội và một cái gọi là cái công cụ vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta có lấy lại được những cái sự chậm trễ và mất mát trong thời gian vừa qua trong cái thương mại quốc tế và trong xuất khẩu của chúng ta. Dệt may, da giày, điện tử, đồ gỗ, thực phẩm cũng như là các ngành chế biến chế tạo khác, vân vân, sẽ xác định rõ cái cụ thể mục tiêu tăng trưởng của chúng ta là bao nhiêu, cái dư địa còn lại ở đó là như thế nào và những cái điều kiện ưu đãi của thuế quan cũng như các hàng rào kỹ thuật sẽ được thực thi ra làm sao với vai trò của nhà nước, vai trò của doanh nghiệp. Khi mà đã có cái hiệp định như vậy song phương thì mang tính chất win-win, thì bây giờ họ phải tận dụng lợi thế của họ để họ vào thị trường Việt Nam, và ngược lại Việt Nam cũng phải tận dụng sự mạnh của mình để tham gia những cái thị trường châu Âu. Mà nếu mà chúng ta có những cái nguồn đấy từ châu Âu một cách ổn định và nó mang chất là với giá thành hợp lý cũng như là mức ưu đãi thuế, thì đấy là một cái lợi thế cho mình. Năm nay đấy là tin vui về bức tranh hội nhập của Việt Nam chúng ta, nhưng cái hiệu quả thì đang chưa ngay tức thì. Bởi vì sao? Thứ nhất là cái khu vực châu Âu hiện nay vẫn còn đóng cửa, chưa mở cửa ra bên ngoài. Vì thế chúng ta cũng không thể thúc đẩy xuất nhập khẩu với thị trường châu Âu ngay được. Cái thứ hai là cũng có những cái độ trễ nhất định trong cái câu chuyện liên quan đến chuẩn bị. Ví dụ như là liên quan đến sản phẩm, liên quan đến quy trình, liên quan đến đáp ứng các yêu cầu của phía châu Âu hoặc là phía Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế tin rằng sau dịch COVID-19, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU sẽ gia tăng mạnh mẽ từ đầu năm 2021 nhờ việc cắt giảm thuế quan và hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai bên không có sự cạnh tranh mà bổ sung cho nhau. Triển khai EVFTA cũng tạo những lợi thế cạnh tranh cao hơn cho Việt Nam trong tận dụng các cơ hội từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và sản xuất trong giai đoạn hiện nay, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số đang diễn ra hết sức nhanh chóng. Việc hoàn tất quá trình phê chuẩn EVFTA đã ghi một dấu mốc mới trên hành trình cải cách và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Với việc phê chuẩn hiệp định này, Liên minh châu Âu, một thị trường khó tính với những chuẩn mực cao nhất trên thế giới, đã chính thức ghi nhận những nỗ lực cải cách, xây dựng thể chế kinh tế thị trường và phát triển bền vững của Việt Nam. Bên cạnh đó, hiệp định cũng thể hiện quyết tâm của EU trong việc tăng cường hợp tác với Việt Nam, tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai bên. Nhân dịp này, phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân. Vừa qua thì Việt Nam và Liên minh châu Âu đã hoàn tất tiến trình phê chuẩn hiệp định EVFTA. Để có thể đạt được những kết quả đó thì hai bên đã phải nỗ lực và cố gắng ra sao, thưa Phó Thủ tướng? Việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu EVFTA trong năm 2020 này đúng vào dịp mà chúng ta kỷ niệm 30 năm phát triển quan hệ với lại Liên minh châu Âu, đưa cái quan hệ Việt Nam với Liên minh châu Âu thêm một bước mới, đó là cái quan hệ đối tác bình đẳng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cái hiệp định này nó cũng là thể hiện một cái thông điệp của Việt Nam, đó là chúng ta Việt Nam ủng hộ một cái hệ thống thương mại quốc tế và ủng hộ cái liên kết kinh tế quốc tế và đa dạng hóa cái thị trường của Việt Nam. Đó là đảm bảo cái việc an ninh phát triển kinh tế của Việt Nam. Để đi đến ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu, cũng như Hiệp định về Bảo hộ Đầu tư với Liên minh châu Âu, đã trải qua một quá trình gần 10 năm.
trong đó có 3 năm là đàm phán, 5 năm để hoàn thiện thủ tục cũng như quá trình đi đến ký kết và để phê chuẩn cái hiệp định thương mại tự do cũng như hiệp định về bảo hộ đầu tư. Thì đây là sự chỉ đạo rất quyết liệt của Bộ Chính trị, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các bộ ngành trong việc từ khâu đàm phán cho đến việc hoàn thiện các thủ tục nội bộ để đi đến ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do trong năm 2020 này. Vậy còn tiềm năng của mối quan hệ này và cũng như là lộ trình để thắt chặt, nâng tầm quan hệ sẽ được định hướng ra sao, thưa Phó Thủ tướng? Thì trong thời gian tới, chúng ta sẽ tích cực, chủ động để thúc đẩy quan hệ về chính trị, đó là tăng cường cái trao đổi về đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam với các nước trong Liên minh châu Âu, cũng như trong giữa Liên minh châu Âu với Việt Nam. Vấn đề thứ hai là chúng ta đã có các khuôn khổ như Hiệp định PCA cũng như Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư. Thì việc triển khai, thực hiện, thực thi có hiệu quả các khuôn khổ này là cái tiền đề rất quan trọng để đưa cái quan hệ giữa Việt Nam và các nước Liên minh châu Âu đi vào chiều sâu và ổn định. Và vấn đề thứ ba cũng hết sức quan trọng, đó là tăng cường chia sẻ và hợp tác với nhau trên các diễn đàn đa phương. Xin cảm ơn những chia sẻ của Phó Thủ tướng.